để vô nhà đi con, để mời ba mẹ vô nhà đi. Rồi mời anh chị ngồi cái tự nhiên đi. Rồi bắt tay anh một cái cái đó. Rồi chị ngồi đi. Bởi vì
biết rằng là anh thuộc tập quán như thế nào thì ở miền Nam thì cũng chưa có hiểu được hết. Thì cũng mong rằng là những người nói luôn. Thì sắp tới bạn có thể hỏi nè, gồm những cái gì, con như quả hay là những gì đó. Rồi xong sau đó là bàn luôn cái này chứ tới luôn. Khi hỏi thì cái thời gian hỏi cho đến thời gian trước. Đúng không? Vậy là buổi lễ hai đêm đổ phải lo. Đến đây thì ở chỗ mình cũng là anh, tức là cũng cậu chủ ở ngoài kia nhà, thì nó con gái, thì bây giờ mới chuyển năm cũng ở hai con dư, gia đình rất hân hạnh ở bên chỗ trắng bên đây. Thì ở bên nữ nói chung là không, đó là quy luật rồi. Thì tất nhiên ở chỗ trong tình cảm thì mình bây giờ không phải như hồi xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mình tự chọn trước cho con mình. Thì tụi nó bây giờ là xã hội cứ nên là tự tìm hiểu thôi. Thì trong khi tìm hiểu thì trong quá trình bây giờ ở đây là hân hạnh gia bên đó, mình để làm quen tiếp xúc cho hai cháu, mình gặp gần gũi nhà để hai cháu tìm hiểu được cái tự do hơn và được cái bản phép để có khỏi có một cái sự dị nghị hay một cái mặt ngoài xã hội có một cái vấn đề ảnh hưởng nào đó về cái mặt đạo đức, nên điều đó là thiết yếu. Nên ở chỗ là gia đình cũng hân hạnh được đó các anh chị. Thì nói chung là cái đó là mình nói ra đó là về cái nguyên tắc tất yếu trong xã hội. Còn về bạc, về cái chuyện mà phong tục bên này thì nói chung á, đặt vấn đề phong tục thì nói chung ở về đất phong tục thì giữ theo cái ông bà xưa mà. Thì cái chuyện cưới hỏi thì tất nhiên nó cũng có theo cái đó, thì không ai lại như thủ tục dân việc mà nó đâu nó vậy thôi. Đi đến cái hôm nay là nó cũng đã 9 người, thì giờ là vấn đề mà anh chị gia đình đến để gọi là tạo cái điều để mình biết nhau. Hồi nào giờ hai cháu nó quen nhau mình chưa gặp, thì hôm nay á thì cái hai bên cùng biết nhau, rồi tiếp tới thì quen thì cái để mà tiến hành cho hai cháu biết yêu trên cái đại sự á, thì nó có cái lợi thuộc vào nó, cho nên thì bây giờ em nghĩ chưa, mình cũng chưa có thật sự mà nói cháu nó về nó báo nó hai cháu nó gọi em cũng được về con này. Dạ. Con tuổi của hai cháu rồi cái ngày giờ rồi mới báo cho anh chị gia đình mình sao đó, thì đó thì em nghĩ vậy. Thì hôm nay là cái điều kiện để mình hai cháu nó quen nhau, thì nói chung là Thanh nó biết gia đình, biết My biết gia đình bên anh chị, nhưng mà gia đình em thì chưa được gặp. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên để mình gắn kết, tiếp tục để mình kết hợp để mình lo cho cháu như thế nào cho nó trọn vẹn và nó đẹp đôi lên đó. Thì em nghĩ vậy, như là vấn đề tiếp theo thì mình khi đã biết nhau rồi thì mình dễ bày bạc hơn. Bên người ta mình ở đây cũng không có gì, thì cái chuyện tình cảm của hai cháu thì bây giờ gia đình cũng đã biết. Thì bây giờ trong cái ngày hôm nay là mình hai gia đình mình nói chuyện với nhau rồi, thì cũng đã được chuyện cho hai cháu tình cảm hai bên gọi là suy gian, nó có sự gần gũi để cho hai cháu được sự qua lại. Và cái thứ hai thì nữa là cũng xin phép như chị có thể chưa có ý kiến, lớp bà nội ở nhà thì cứ nói bà nội càng ngày càng già, tụi con lớn rồi sắp xếp đi. Vậy là coi như là ai giờ được chứ? Hôm qua chứ vậy, hôm qua anh chơi đùa nguội hả? Không có ý là đã có ý từ hôm qua giờ. Thì có ý nhưng còn đã có ý từ hôm qua. Dạ, thì nói chung là cháu nó báo là em cũng phải
À, anh chị đến nhà thì không gà vịt mà ta nói vậy. Mà giờ em có gà cũng không có vịt thôi, ăn này dở rồi. Chà, cái còn không gà không vịt cái gì. Dạ, dạ, đây, đây, đây. Làm duyên cho. Đây, đây, anh đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, đưa cho ông My với ông Thanh nè. Hai nó sáng hôm nay. Ờ, vậy ha. Cho nó tình cái cám thêm ha. Dạ, chờ đi. Này, vô. À, nãy giờ là nói chuyện với chị nhưng mà rồi thôi cộng liên lần nữa cho con nó mừng nè. Nãy giờ đưa vô tất cả đưa vô nè để chụp hình lưu phim nè đó. Rồi mừng cho hai đứa con à, hôm nay là cả gia đình là coi như là bà cậu vợ dành thời gian cho tụi con cũng chấp nhận tụi con xin cảm ơn nha. À, xong cái này cho nó khỏi cảm ơn gì hết. Nói chứ nãy giờ cũng chia sẻ nhưng mà điều của cái thì nãy giờ cũng chưa có biết tên. Này cứ anh chị không à. Mình có hỏi chú Út chứ sao những lúc cái bà kia từ không anh bị anh nói cũng có nghi nhân có nghi nhân tức là anh đi con kia nó mời đi là tôi hỏi chú Huệ chứ sao nãy tao mời đám cưới mà em hỏi rảnh Huệ trước nhà anh mà nước nhà anh bây giờ ủa sao mời đám cưới mà em hỏi rảnh gì không rảnh đi anh ta là anh nghe nó khóc rồi em sao mà em dòng họ mà đám cưới họ rảnh rảnh đi không rảnh đâu tôi hỏi chú Huệ chứ sao nữa Huệ ta mời đám cưới em mà sao cái đó là thực tế nha mới cách đây mấy ngày thôi mà sao mà em nói như rảnh đi mà không rảnh nè rảnh thì hết rảnh thì em đi dạ dạ có chuyện gì chuyện gì bữa nay nó có cái dở là tại vì mình ngồi ngược sáng á xe mặt nó hơi tốn anh sợ kỹ thuật bị yếu nha anh nói trước nhưng mà không sao nhưng mà biết sao nha biết anh kể cái sự việc cái tiểu thật nha đó là bà đó là tên bà Lơm mà đám cưới con Huệ trước nhà anh á anh đang tước mấy cái cây gì trước nhà mà đám cưới hai chị em là bà con ngày mai cưới bữa nay mời em biết cái gì em sao để sắp xếp công việc đi cũng cho mệt cho cái bà kia tức là người ta mời một cái kiểu mà cũng vậy quá không là chị em cúp bát mà mình nhưng mà mình biết luôn mà ở nước nào mà nói cái chuyện này là chuyện có thật mà rồi rảnh đi không rảnh đi không ra lên tàu bỏ cái này luôn không ai ngồi không biết chuyện không quan tâm đâu rồi 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 đâu thịt nhiều lắm múc thịt đi nha cha mẹ con không để em tự làm chị ăn đi làm cho mỡ đi chị ăn hết cái này đi rồi mẹ tự em sống vẫn bình thường ủa vậy là phải bỏ này sao mà nó cũng liên quan ở bên chị Lý mình luôn dòng họ luôn rồi không có lấy được anh cứ hỏi chứ mà rồi anh chơi cái gì cái gì nước ủa con lấy cái chị mà chưa múc chưa trời lên à đó trời ơi điệu chưa đó đó kêu ông ấy ông đổ ông Đậu có thương con không? Ăn đi nha. Ăn im cái.
à, con đừng có quậy là ông thương. Bỏ cho cái hậu luôn ăn nè. Rồi được rồi. Bỏ thêm luôn. Quá trời luôn á. Nhiều lắm. Nó mấy bữa thôi, nó định mình bữa thôi. Không còn cái món mà anh thích là gọi là chua nồng gì vậy? Đó, mấy hai tuần nữa là tết không? Đi cùng nào đi tết? Năm tay vô cổ sớm. 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 Đúng rồi. Để mà hỏi đầu năm đến cuối năm cuối chứ đó. Mình phải để cái gì mà đầu năm không có mấy năm rồi cứ ví dụ như anh cưới cho tụi nó và lấy một con cũng có đúng rồi. Xong rồi đó là nó có cái gì như nó có cái chén nào như là vậy đúng rồi. Đúng rồi. Thì ví dụ như tạo điều kiện cho tụi nó chân nào là hai đứa đó, đó đúng gần nhất đúng đó. Nó làm cho mình gần gũi gần gũi xa là à, đó, đúng. Mới đúng. Là nói theo bà già tức là suy gia gần với nhau để cho các con nó dễ bà con càng ngày xa suy gia càng ngày gần không dễ sống hay nói luôn luôn hạnh phúc mà khi hai cháu hạnh phúc là mình hạnh phúc. Ai em cũng xin chào 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 chào. Thank you.